Xin chào các bạn, hôm nay mình vẽ nhân vật Natoro theo yêu cầu của fan nhé các bạn. Mình nói sơ về trạng thái này của Natoro nhé các bạn. Chế độ hiền nhân là một hình thức đặc biệt và chỉ một số nhân vật trong Natoro mới có thể sử dụng được. Hiền nhân thuật là hệ thống những kỹ năng của ninja kết hợp với chakra của bản thân họ với chakra tự nhiên để đạt được trạng thái hiền nhân. Khi ở trạng thái hiền nhân, sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng, phản xạ, nhận thức của người sử dụng và độ bền được nâng cao đáng kể. Tuy nhiên, theo lời của cốc đại nhân Fukasaku, chỉ những người sở hữu mức chakra châu bò mới có thể luyện tập hiền nhân thuật, nên trong thế giới nhận giả không nhiều ninja có thể sử dụng nhẫn thuật này. Từ nguyên lý ban đầu, các loại tiên nhân thuật được biến hóa theo từng người dùng và tạo ra những tuyệt chiêu của riêng họ. Dưới đây là 5 biến thể siêu mạnh của nhẫn thuật này và người dùng mạnh nhất của nó. 1. Chế độ hiền nhân cốc không hoàn hảo. Chế độ này học từ các mộ sơn hay còn gọi là núi cốc. Ở đây những vị hiền nhân cốc như Fukasaku và Shima sẽ dạy cách để một người có thể học được nhẫn thuật này. Khi học ở đây, các ninja phải trải qua một quá trình luyện tập gian khổ, nhưng trong buổi luyện tập này sẽ giúp họ đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Người dùng nổi bật nhất của chế độ này chính là Jiraiya. Trạng thái hiền nhân của ông được cốc đại nhân đánh giá chưa hoàn thiện, bởi vì khi ở trạng thái này, một số bộ phận của Jiraiya bị biến thành cốc và ông phải triệu hồi nhị vị cốc hiền nhân Fukasaku với Shima nhằm hỗ trợ ông hấp thụ chakra tự nhiên để duy trì hiền nhân thuật trong lúc chiến đấu. 2. Chế độ hiền nhân cốc hoàn hảo của Natoro Uyumaki. Một khi ai đó có thể kết hợp hoàn hảo năng lượng tự nhiên từ môi trường xung quanh với chakra của chính mình, họ sẽ đạt được sức mạnh để sử dụng hình thức hoàn hảo của chế độ hiền nhân. Sức mạnh này được biểu thị bằng sắc tố da cam xung quanh mắt của người dùng và đôi mắt sét giống như con ếch. Sức mạnh mà nó mang lại là đáng kinh ngạc, đủ để cho phép người dùng chiến đấu với những nhân vật mạnh nhất trong toàn bộ series. Tuy nhiên, nó đòi hỏi rất nhiều sự tập trung để vào trạng thái này, ít nhất là đối với người mới bắt đầu. Sau cái chết của Jiraiya, Natoro lên đường đến núi Yobokuku với Fukasaku để học sức mạnh và chế độ hiền nhân. Không giống như Jiraiya, anh ấy có thể đạt được hình thức hoàn hảo của những thuật này. 3. Chế độ hiền nhân rắn của Kabuto Yakushi. Đây là hiền nhân thuật được truyền dạy tại động rắn. Người luyện thuật cần để cho bạch xà tiên nhân cắn để truyền độc chứa chakra tự nhiên. Nếu người tu luyện có thể vượt qua thử thách đầu tiên này, họ đã có lượng chakra tự nhiên và được xem là học tập xong hiền nhân thuật. Kabuto là đại diện cho trường phái này. Trong trạng thái tiên nhân rắn, Kabuto đã có được một số năng lực đặc trưng của loài rắn như tháo bỏ khớp, hàm, và hắn cũng trở nên mạnh gấp bội. Ngoài Kabuto, Orochimaru và Mitsuki cũng sở hữu nhân thuật này. 4. Chế độ hiền nhân của Hokage đệ nhất. Không có thông tin rõ ràng về việc Hashirama học được tiên nhân thuật từ đâu, nhưng có nhiều suy đoán rằng ông đã học tại rừng Shikotsu, khu vực cuối cùng trong 3 khu vực hiền triết trong thế giới Natoro. Tuy nhiên, một điều hiển nhiên là nó đã giúp vị Hokage này đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ông đã sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp khi dùng tiên nhân thuật. Bằng chứng là có thể triệu hồi ra một pho tượng gỗ khi thi triển nhẫn thuật Thiên Thủ Quan Âm hay là Chân Pháp Thiên Thủ lúc đánh nhau với Uchiha Madara. Ngoài ra, ông cũng có khả năng thực hiện tiên pháp Minh Thần Môn, một loại phong ấn thuật thường thừa, có sức phong ấn thập vĩ. Đặc biệt, Hashirama có khả năng cân bằng hoàn hảo năng lượng tự nhiên với chakra cho bản thân không hề bị biến đổi hình dạng. 5. Chế độ hiền nhân của lục đạo Naruto. Hagoromo là người đã đánh bại thập vĩ, lập ra thế giới ninja và cũng là người đầu tiên sáng tạo và cũng như sử dụng nhẫn thuật. Cái tên lục đạo hiền nhân đã đủ cho thấy sức mạnh khủng khiếp của ông. Vì thế, chế độ hiền nhân của lục đạo là một trong những sức mạnh mạnh nhất trong thế giới Natoro. Nếu không muốn nói là mạnh nhất, không giống như chế độ hiền nhân thông thường, nó không cung cấp cho người dùng bất kỳ dấu hiệu xung quanh nào mắt của họ. Tuy nhiên, mắt của họ có một dấu cộng, đó là những gì biểu thị cho việc sử dụng sức mạnh này. Nó cũng cho phép người dùng truy cập vào sức mạnh của tất cả các vị thú, miễn là người dùng có quyền được truy cập vào chakra của họ. Natoro là người sử dụng duy nhất được biết đến với chế độ hiền nhân lục đạo. Anh đạt được sức mạnh này trong đại chiến ninja lần thứ tư sau khi gặp Otsutsuki. Nhờ sức mạnh này, Naruto có thể chiến đấu và thậm chí áp đảo Shinbad Madara Uchiha trong trận chiến. Mình đọc sơ vậy thôi nhé các bạn. Bây giờ các bạn theo dõi video mình vẽ nhé. Nếu thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh mình ngày càng phát triển nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.